Cháu nhà ha, thì cho cả nhà xem cái vườn mai một một năm hơn năm rưỡi một chút nè. Đó. Là cây bằng nửa cụm tay đó nè. Thì ở đây mình xài cái canh dưỡng ha, mình tưới gốc định kỳ. Vô cái bình phun á cả nhà, tháo cái bét ra phun cái là nó mình đi lẹ lắm. Nè coi nè, cây nè. À, lá già thì phun cái bộ dày lá xanh lá lên thì lá nó xanh nó dày nó bóng rồi ha. À, coi dạng đế nè. Cũ đế ghê chưa. Nói chung mà trồng trên mô là cái nào cũng có cũ đó. Môi cho cả nhà xem nè, đó, trồng mô là vậy ha, cao hơn mặt đất một chút. Mình lấy cái cuốc mà kéo, kéo mô lên. À, cái rễ cám nó ôm sầm luôn ha. Đế lộ lộ liền nè ha, củ nhóc rồi nè. À, cả nhà thấy không, trồng trên cái mô á là nó có củ, củ bán trồng âm là nó không có củ nha. À, và rễ ghê chưa, tưới canh dưỡng vô là cái rễ nó đi ghê lắm. Đi lại kiếm mấy cái cây mà trồng trời mưa nó trôi cái chất trồng ra là nó tự lộ luôn à. Đó. Trồng trên cao là tự lộ ra. Thấy không? Cả nhà thấy mê không? Phải rồi. Ương trong cái sọt. Đã không? Đó, rồi trồng trên mô cái rễ nó bám xuống rồi cái trời mưa cái nó trôi ra. Trôi ra là lồi đế ra nhìn phê. Đó, cây mai nhìn thấy cái đế là thấy phái à. Đó, năm rưỡi của mình đó, chiến lược đó. Nè, cây cái lá vậy là biết dảo rồi, bông nhiều lớp rồi. Còn một cái bầy sắp đế nữa. Quá đã không? À, nuôi cây 3 năm tuổi là nó bự bằng cụm tay á. Lá già phun bung đọt ha. Lá già phun với bộ dày lá xanh lá ha. 7 ngày sau phun bộ dày lá xanh lá lần 2. Cái lá nó già nó cứng, cái chồi nó giống vậy ha, phun bung bung đọt vô là đọt có bắn ra liền. Trời ơi, nữa nè. Cái gì nè, có đã không? Ghiền liền. Trời ơi, nè nhỏ nhỏ có vỏ nè. Trồng ở trên mô á, củ nó nở liền. Nhưng mà không chế cỏ nha cả nhà. Đó. Nè, đeo đồ nghề phong chế, phun cỏ tối ngày. Thích thì bẻ dặn thân dán lông rồi ha, còn thích cứ chơi một cốt tầng thông. À, đây nữa nè, nhìn từ xa không thấy đâu, lại gần mới thấy. Đó. Một cục không, trời ơi nè đó, quá dị ha cả nhà. Rồi mình trồng tá lá cây để nuôi sống qua ngày nữa nè. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà dễ ha. Thì hôm nay lên vườn thăm vườn sẵn quay cho cả nhà xem. Muốn dày lá xanh lá thì phun bộ dày lá xanh lá ha. Muốn bung đọt thì phun bộ bung đọt. Còn canh dưỡng thì tưới đều đặn 7.000 lần. Và đọt ra nhớ phun từ sau một rễ ha. Như đó lập đi lập lại hoài.
cây của mình nó phải mạnh ha. Thôi xin chào. Còn bên đây kiển nè, bao la nè, kiển bên đây ghê gớm hơn, kiển bên đây là mình chơi khổ cực hơn nhiều. À, sắp đế ba cào ha, vẽ thân đó. À, hà luôn nè, còn tỷ cây luôn. Cực lắm, không phải như cái các bạn chơi một hai cây đâu. À, ở đây là sản xuất cây nó để trà luôn. Cây phải đế ba cào ha. Chú quý nè, mai vàng nè, anh Sam nè, chú Thủy thì ở nhà, chú Thủy là khó chơi hơn. Đế phải ba cào kìa đó, dẫn thân đó, cả nhà ha. Đó. Xin chào ha. Phe cho cả nhà xem đỡ buồn thôi. Thôi xin chào, chúc cả nhà vẻ. Thì bonsai là phải chơi đủ kiểu mới sống được. Thôi xin chào ha.